Bóng đá Việt Nam 20 năm trở lại đây đã và đang dần trở nên chuyên nghiệp hơn, trong sạch hơn. Mặc dù vậy, trong suốt khoảng thời gian hình thành và phát triển, bóng đá nước nhà cũng phải hứng chịu không ít những vụ lùm xùm cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Từ việc các câu lạc bộ bỏ giải đấu giữa chừng, các ông bầu can thiệp quá sâu vào vấn đề chuyên môn của đội bóng, các vị trọng tài tỏ ra không công tâm trên sân cỏ, cho đến vấn đề đời tư của những cầu thủ, vân vân. Tất cả đã tạo nên một bức tranh bóng đá nội đầy những nốt thăng trầm trong suốt 20 năm qua. Nhưng không một vụ việc nào tạo được tiếng vang, hay nói đúng hơn là tiếng xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến nền bóng đá nước nhà như vụ dàn xếp tỷ số nhằm mục đích cá độ của nhóm các cầu thủ U23 tại SEA Games 23 vào năm 2005. Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2005 tại Philippines với 516 vận động viên tranh tài ở 30 trên tổng số 40 môn thể thao. Kỳ SEA Games này được xem là bước ngoặt trong lịch sử thể thao Việt Nam khi vận động viên Vũ Thị Hương lần đầu tiên giúp Việt Nam giành được một tấm huy chương vàng ở nội dung 100m bộ môn điền kinh. Chưa hết, vận động viên Nguyễn Hữu Việt với ngôi vô địch cự ly 100m ít nam cũng đi vào lịch sử thể thao Việt Nam khi đạt được huy chương vàng bơi lội SEA Games đầu tiên. Kết thúc một kỳ đại hội thể thao đầy sôi động, đoàn thể thao Việt Nam giành hạng 3 chung cuộc với 71 huy chương vàng, 68 huy chương bạc và 89 huy chương đồng. Tuy nhiên, một vụ việc xảy ra đã khiến cho tất cả những thành tích tôi vừa kể gần như bị lu mờ. Vụ tiêu cực của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 23 là vụ việc của một số cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham gia cá độ, tổ chức cá độ và bán độ, hay nói chính xác hơn là dàn xếp tỷ số trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar diễn ra vào ngày 24 tháng 11 năm 2005. Vậy, vụ việc này đã xảy ra như thế nào và tại sao những cầu thủ tham gia dàn xếp tỷ số lại bị phát giác? Sự việc bắt đầu từ Lê Quốc Vượng, tiền vệ đánh chặn và là thủ lĩnh ở tuyến giữa của đội tuyển U23 Việt Nam. Từ chỗ chỉ là con cờ trong tay nhóm đánh bạc, Quốc Vượng trở thành kẻ chủ mưu dàn xếp tỷ số. Ngày 17 tháng 11 năm 2005, sau khi cùng với đội tuyển vừa đặt chân đến khách sạn Circle Inn, Bacolod, Philippines, Quốc Vượng đã nhắn tin về Việt Nam cho cựu cầu thủ Sơn Lâm Nghệ An, Nguyễn Phi Hùng, thông báo số điện thoại của Vượng tại Philippines để tiện liên lạc. Hai ngày sau, Phi Hùng gọi điện sang Philippines cho biết sẽ có một người tên Hải nối máy từ Việt Nam để nói chuyện với Quốc Vượng. Do là đàn anh nên Phi Hùng còn dặn Vượng đây là chỗ tin cậy, có thể làm ăn được và đã cho Hải số điện thoại của Vượng. Mấy lần gọi đầu tiên chỉ là để làm quen, hỏi thăm tình hình và Vượng nhanh chóng biết người liên lạc với mình là Trương Tấn Hải, cựu cầu thủ của cảng Sài Gòn. Đến ngày 23 tháng 11, một ngày trước trận gặp Myanmar, Hải gọi cho Quốc Vượng đặt thẳng vấn đề. Hai trận đầu, Việt Nam thắng ấn tượng quá, nhất là đè bẹp Lào đến 8-2, trong khi Myanmar lại thua Lào 2-3, nên ở nhà ai cũng dồn kèo bắt Việt Nam sẽ thắng đậm đối thủ này, ít nhất là hai bàn cách biệt. Vậy, trận tới đá với Myanmar làm thế nào? Việt Nam chỉ thắng với một bàn cách biệt thôi có được không? Nếu được, thì mỗi cầu thủ sẽ nhận được từ 20 đến 30 triệu. Khi đó, Quốc Vượng suy nghĩ thắng Myanmar thì có thể là thắng rồi đó. Nhưng thắng một bàn thì phải có sự hợp lực của nhiều người để tính làm sao cho quả bóng đừng có bay vào lưới hơn một lần, nghĩa là phải biết cách phung phí cơ hội. Hoặc giả dụ, nếu hàng công lỡ ghi trên hai bàn, thì hàng dưới phải buông lại một bàn để đảm bảo Việt Nam chỉ thắng một bàn mà thôi. Do vậy, Quốc Vượng vừa móc nối thêm hai cầu thủ nổi bật ở hàng công là Văn Quyến và Quốc Anh, vừa tìm cách lôi kéo gần như bốn trụ cột nơi hàng thủ là Hải Lâm, Phước Vĩnh, Bật Hiếu, Văn Trương để thực hiện phi vụ này. Buổi trưa, ngày 24 tháng 11 năm 2005, sau khi họp kỹ chiến thuật trước trận đấu với U23 Myanmar, các cầu thủ Việt Nam tập trung tại phòng của Quốc Vượng. Nhưng lần này có thêm sự xuất hiện của hai cầu thủ không có trong kế hoạch, Lê Tấn Tài và Phan Văn Tài Em. Khi các cầu thủ có mặt đầy đủ thì Văn Trương phổ biến lại những vấn đề mà Vượng đã đề cập trước đó. Tài Em lắc đầu, từ chối thẳng và bỏ về phòng. Tấn Tài thì đáp: "Em giúp các anh đã thắng chứ chuyện tiền nong thì em không dám dính vào." Còn lại, nhóm cầu thủ tôi vừa kể trên đều đồng ý với Lê Quốc Vượng về việc dàn xếp làm sao chỉ thắng Myanmar cách biệt một bàn để được lấy tiền. Riêng việc cá cược thì chưa ai nhờ Quốc Vượng đánh hộ, nhưng cũng không ai từ chối. Lúc đó, Văn Quyến còn động viên thêm: "Dù sao, thắng 1-0 thì cũng thắng mà." Và thế là Quốc Vượng như mở cờ trong bụng, lại gọi về Việt Nam cho Trương Tấn Hải nhờ đánh số tiền 250 triệu, bao gồm 100 triệu đã móc nối làm độ và thêm 150 triệu mà ông anh cho mượn vào kèo Việt Nam chỉ thắng một trái để hy vọng ăn đậm. Trong trận đấu này, Quốc Vượng, Văn Quyến, Văn Trương, Quốc Anh, Bực Hiếu, Phước Vĩnh, Hải Lâm đều được tung vào sân đá chính ngay từ đầu. Tuy nhiên, theo lời khai của các cầu thủ này, vì hướng đến kết quả chỉ thắng cách biệt một bàn nên khi vào sân
các cầu thủ rất khó đá do nặng về mặt tâm lý, đá dưới sức so với các trận đấu khác. Mặc dù vậy, nhóm các cầu thủ vẫn tuân thủ quy ước ngay từ đầu là chơi thật mạnh mẽ ở giữa sân. Cả nhóm hy vọng trong hiệp 2 sẽ tràn lên ghi một bàn quyết định rồi thôi. Ngược với nhóm này, Tấn Tài và Tài Em, những người biết trước kế hoạch, đã chơi rất tận tụy, cố gắng tạo rất nhiều cơ hội, nhưng càng tạo ra thì lại càng bị những đồng đội của mình phá hỏng. Bực bội đến mức trong giờ giải lao, Tài Em đã than phiền với trợ lý huấn luyện viên Lê Thụy Hải và phiên dịch Trần Hùng Cường là những gì anh cảnh báo trước đó đã thành sự thật. Cần nhắc lại, sau khi bị nhóm bán đồ rủ rê, Tài Em đã một mặt từ chối, mặt khác với tư cách là đội trưởng đã đến báo cáo với ban huấn luyện người Việt Nam. Về trận đấu dàn xếp với Myanmar, có thể sẽ có một vài vị trí đá không đúng sức, không đạt yêu cầu và nhờ ban huấn luyện lưu ý nhắc nhở cũng như giám sát chặt chẽ. Trợ lý Lê Thụy Hải sau đó báo cáo việc này cho lãnh đạo đội tuyển bóng đá, khi đó là ông Lê Thế Thọ, phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nhưng các quan chức Việt Nam thống nhất để xem tình hình trên sân như thế nào rồi mới góp ý điều chỉnh, nên cũng không báo lại cho huấn luyện viên trưởng là Alfred Riedel. Thế nhưng vào hiệp 2, tình hình cũng chẳng có gì khá khẩm hơn, bóng vẫn chủ yếu dàn co và Việt Nam dù tấn công nhiều nhưng các cú sút cứ trượt và ra ngoài một cách vô tình. Phút 66, Tài Em với nỗ lực lớn đã chớp thời cơ, lao lên đánh đầu ghi bàn và động viên các đồng đội của mình hãy tiếp tục thể hiện tốt, cố gắng ghi thêm bàn nữa để đảm bảo chiến thắng. Nhưng nhóm bán đồ đã tìm cách ngăn cản, không chuyền bóng hoặc chuyền theo kiểu chặt chân, khiến Tài Em không thể nào có thêm cơ hội tốt sau đó. Tỷ số 1-0 kết thúc vừa đủ để Việt Nam vào bán kết và cũng đủ để giúp những cầu thủ kê trên có thêm một khoản tiền. Trong khi đó Quốc Vượng thắng độ 250 triệu đồng. Nhưng lưới trời lồng lộng, các cầu thủ tham gia cá độ đã không thoát khỏi sự nghi ngờ của đồng đội, ban huấn luyện lẫn giới truyền thông. Những dấu hiệu nghi vấn về việc bán đồ đã được phát hiện từ trước trận đấu gặp Myanmar thông qua biện pháp nghiệp vụ của Tổng cục An ninh Bộ Công an. Cơ quan công an đã biết được toàn bộ nội dung trao đổi qua điện thoại của một phóng viên thể thao với nhóm của Văn Quyến, Hải Lâm. Trong đó, người phóng viên này giữ vai trò môi giới giúp một số trùm cá độ trong nước. Ngày 2 tháng 12, trước trận bán kết gặp Malaysia, người phụ trách an ninh của đoàn thể thao Việt Nam đã gọi điện cho Văn Quyến và Hải Lâm. Văn Trương bật hiểu lên để cảnh báo. Có thông tin cho biết khi trở về Việt Nam, số cầu thủ trên đã nán lại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp xúc với một số trùm cá độ tại đây để giải quyết công việc và điều này không lọt qua tầm quan sát của cơ quan điều tra. Ngoài ra, một kênh thông tin khác giúp bóc trần sự việc bán độ chính là nội bộ của tuyển U23 Việt Nam. Sau khi báo chí đăng tải những tin tức đầu tiên về vụ bán độ từ lá đơn tố cáo của một số thành viên đội tuyển U23 gửi đến các cơ quan điều tra, chiều ngày 12 tháng 12 năm 2005, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc đã ký quyết định triệu tập 10 người liên quan, trong đó có Văn Quyến, Hải Lâm, Văn Trương và Bậc Hiếu, bốn cầu thủ có nhiều biểu hiện nghi vấn nhất. Sau một hồi quanh co chối tội, các cầu thủ trên cuối cùng cũng đã thừa nhận hành vi dàn xếp tỷ số của mình. Vụ án này được Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 25 tháng 1 năm 2007 và phúc thẩm ngày 20 tháng 4 năm 2007. Kết thúc phiên tòa, chỉ có Lê Quốc Vượng bị án tù 4 năm, còn những cầu thủ còn lại chỉ bị hưởng án treo do các tình tiết giảm nhẹ, cụ thể như sau. Lê Quốc Vượng 6 năm tù, sau đó giảm xuống còn 4 năm vì tội tổ chức đánh bạc. Phạm Văn Quyến, Lê Văn Trương, Trần Hải Lâm, Châu Lê Phước Vĩnh, mỗi người 2 năm tù treo và 2 năm thử thách về tội tổ chức đánh bạc. Lê Bậc Hiếu, Huỳnh Quốc Anh, 2 năm 6 tháng tù treo và 3 năm thử thách vì tội tổ chức đánh bạc. Sau khi hoàn thành những bản án, những cầu thủ kể trên đều được tạo cơ hội quay trở lại với bóng đá đỉnh cao. Tuy nhiên, như tất cả chúng ta đã biết, vụ việc dàn xếp tỷ số gây rúng động thể thao nước nhà sẽ mãi là một vết nhơ trong sự nghiệp của họ.